m 1000 r là mẫu xe thứ hai của BMW Motorrad thuộc biến thể M. Xe có giá bán tại Mỹ từ 21.345 đô la Mỹ. Sau mẫu Sportbike M1000RR, BMW Motorrad tiếp tục giới thiệu mẫu Nakedbike M1000R. Tương tự M1000RR phát triển từ S1000RR, M1000R được các kỹ sư BMW Motorrad tạo ra dựa trên S1000R. Sức mạnh của M1000R vẫn dùng động cơ 4 xi lanh, dung tích 999 cc. Tuy nhiên công suất được đẩy lên 205 mã lực tại 13.500 vòng phút, mô men xoắn cực đại vẫn giữ ở mức 112,5 Nm tại 11.000 vòng phút. Vòng tua động cơ M1000R có thể đạt cao nhất là 14.600 vòng phút thay vì 12.000 vòng phút như S1000R. M1000R có khả năng tăng tốc không lên 100 km h trong 3,1 giây, tốc độ tối đa 280 km h Hãng xe Đức cũng thay đổi tỷ số truyền hộp số, cho phép xe tăng tốc nhanh hơn ở cấp số 4 đến cấp số 6. BMW M1000R có thêm tùy chọn Competition Package, bao gồm mâm carbon, màu sơn M Motorsport hoặc Black Storm Metallic, chắn bùn carbon, ốp bình xăng. BMW cung cấp cho M1000R gồm 3 chế độ lái Race Pro, cho phép người dùng tùy chỉnh được nhiều phong cách chạy. Toàn bộ hệ thống phanh trên xe đều là loại hiệu suất cao M, kết hợp đĩa nhôm 320mm phía trước và đĩa thép 220mm ở phía sau. BMW M1000R sẽ được bán tại Mỹ từ tháng 1 năm 2023. Mức giá khởi điểm 21.345 đô la Mỹ. Khả năng cao BMW Motorrad Việt Nam sẽ sớm mang mẫu xe này về phân phối. Hiện tại mẫu M1000RR đã được bán với mức giá 1,6 tỷ đồng. Hiện tại ở Việt Nam chỉ có hai mẫu hyper naked được bán chính hãng là Ducati Streetfighter V4S 770 triệu đồng và Kawasaki ZH2 SE 740 triệu đồng. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới xe Hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nhé, đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.